Xin chào các bạn, đây là chiếc Realme Nazo 30A, thiết bị được mệnh danh là máy gaming giá rẻ với Helio G85. Hôm nay thì cùng mình chơi thử một số tựa game trên chiếc máy này nhé. Về tổng thể với mức giá hơn 3 triệu đồng nhưng mà Nazo 30A vẫn được trang bị những thông số cơ bản cùng chiếc máy gaming phone. Màn hình lớn 6,5 inch cùng với tay thỏ siêu nhỏ. Viên pin 6000 mAh, hơn phân nửa so với một viên pin sạc dự phòng thông thường, sạc nhanh 18W. Và tất nhiên đó chính là bộ vi xử lý Helio G85 cùng với RAM 4GB. Còn một điểm nữa mình chưa biết gọi là điểm yếu hay là điểm mạnh khi mà Nazo 30A chỉ được trang bị màn hình HD Plus. Điều này đồng nghĩa với việc bạn phải hy sinh độ chi tiết của màn hình để đổi lấy một mức FPS cao hơn khi mà chơi game. Bạn có đồng ý với sự đánh đổi này thì hãy để lại bình luận bên dưới video. Trước tiên thì mình có test qua 3 lần với AnTuTu, số điểm trung bình cho ra là hơn 200.000 điểm cùng với GPU là 40.000 điểm. Đây là mức điểm tương đối cao với tầm giá này và đáp ứng gần như mọi nhu cầu chơi game của người dùng phổ thông. Nếu bạn muốn chơi game hardcore hơn thì một chiếc máy khoảng hơn 3 triệu đồng chắc chắn là không thể nào đáp ứng nổi. Tựa game đầu tiên mình chọn đó chính là Liên Quân Mobile với mức thiết lập là trung bình. Thực ra thì cũng không cần phải nâng cao hơn bởi vì màn hình của em nó cũng chỉ là HD Plus mà thôi. Thì khi mà vào game mọi thứ là mượt mà. Ở phần combat tuy có tụt FPS một chút xíu nhưng vẫn giữ mức trên 50. Đây là một mức FPS cực kỳ ổn và nếu như mà các bạn đang tìm kiếm một thiết bị gaming phone để chơi được Liên Quân Mobile với mức giá rất là phải chăng thì Nazo 30A chính là lựa chọn dành cho các bạn. Chuyển qua một tựa game tiếp theo nặng hơn rất là nhiều, đó là PUBG. Với tựa game này thì mình thiết lập ở cấu hình mượt 40fps và có khử răng cưa. Thì khi mà trải nghiệm tựa game PUBG thì mọi thứ vẫn rất là mượt mà. Hiện tượng tụt FPS thi thoảng có xuất hiện, nhưng mà chỉ khi nào mà các bạn bật những cái phần mềm để đo FPS thì các bạn mới cảm nhận được điều này mà thôi. Tuy nhiên khi mà chiếc máy nóng lên và đặc biệt vào phần cuối trận thì tụt FPS sẽ diễn ra rõ hơn. Và đây có lẽ là một cái điều các bạn nên lưu ý khi mà chơi tựa game này. Mình nghĩ rằng đây là mức thiết lập tối ưu dành cho tựa game PUBG. Tất nhiên bạn vẫn có thể nâng mức thiết lập này lên cao hơn nữa, nhưng mà mình hoàn toàn không khuyến khích điều này. Tựa game cuối cùng mình chọn đó là Genshin Impact, một tựa game cực kỳ nặng dành cho những thiết bị điện thoại. Ở tựa game này thì mình chọn mức thiết lập là thấp nhất, tuy nhiên mức FPS mình chọn là 60 để mà Nazo 30A không bị giới hạn ở mức FPS là 30 hoặc là 24. Các bạn có thể thấy được rằng khi mà chúng ta chạy, tạm chơi được, bay, tạm chơi được, đánh, cũng tạm chơi được. Tuy nhiên khi mà chúng ta đánh boss, đặc biệt là chú hề chi đê, thì lúc này với chiếc Nazo 30A có lẽ chính các bạn mới chính là chú hề, tại vì nó lắc vậy. Vậy nên đối với Genshin Impact, mình nghĩ là nếu các bạn quá đam mê và không còn lựa chọn nào khác thì hãy chọn Nazo 30A. Tất nhiên bạn vẫn có thể bật max setting của Genshin Impact và trải nghiệm mọi thứ một cách mượt mà và chơi bằng máy tính. Cái điểm mượt mà nhất của Genshin Impact khi mà chơi trên Nazo 30A không gì khác ngoài việc gacha các bạn. Khi mà các bạn vào đây các bạn gacha quay số thì là mượt nhất rồi. Bây giờ mình sẽ gacha thử một em. Về phần nhiệt độ thì có lẽ với mặt lưng bằng nhựa và ốp lưng thì rất là khó để tay bạn cảm nhận được độ nóng này. Mình có đo nhiệt độ thì nó rơi vào khoảng tầm từ 40 đến 42 độ tùy theo thời gian bạn trải nghiệm bất kỳ tựa game nào. Ngoài ra một điểm nữa dành cho Nazo 30A là chúng ta sẽ có một phần mềm hỗ trợ chơi game khá là tốt khi mà có năng chặn các thông báo, đặc biệt là có thể ép sung một chút nhẹ nhẹ đối với con chip Helio G85 để mà bạn có thể được một mức FPS tốt hơn một chút, nhưng mà chỉ là một chút thôi. Nói tóm lại, Nazo 30A thực sự mang lại một trải nghiệm chơi game tương đối ổn. Nhưng mà nếu các bạn nhìn vào mức giá của em nó, khi mà được bán độc quyền như Shopee và tới ngày 31 tháng 3 thì sẽ có mức giá khoảng 3.290.000 đồng, tức là giảm 700.000, hơn 3 triệu chút xíu thôi. Thì trải nghiệm chơi game của em này mang lại thực sự ấn tượng so với mức giá mà mình không dám nói đó là sẽ tốt nhất trong tầm giá của em này. Còn các bạn được trải nghiệm Nazo 30A chưa? Và các bạn đang chơi tựa game gì thì hãy để lại bình luận bên dưới video. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.